Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, bà Phương Hằng là một trong những nhân vật chiếm sóng Google năm 2021. Ngày 8 tháng 12, Google công bố danh sách Google Year in Search 2021, bao gồm top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2021, cùng 14 hạng mục tìm kiếm khác nhau trên Google tìm kiếm. Đáng chú ý, mảng nhân vật quy tụ hàng loạt cái tên làm dậy sóng dư luận trong năm qua, từ trong nước cho đến quốc tế. Ngô Diệc Phàm là nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam trong năm qua. Tháng 7 năm 2021, cựu thành viên EXO bị tình cũ Đỗ Mỹ Trúc tố lừa dối và có quan hệ tình ái với các cô gái vị thành niên. Scandal săn gái nhanh chóng khiến sao nam đình đám, tiêu tan sự nghiệp. Cùng với Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng cũng khiến làng giải trí đất nước tỷ dân một phen chấn động với scandal thuê người mang thai hộ và trốn thuế. Nữ diễn viên đứng thứ 2 trong danh sách nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm qua. Triệu Vy góp mặt ở vị trí thứ 3 trong danh sách tìm kiếm nổi bật của Google tại Việt Nam với sự cố khiến làng giải trí sục sôi. Tháng 8 vừa qua, tên của nữ diễn viên Hoàng Châu Công Chúa bỗng bị xóa khỏi hàng loạt bộ phim làm nên tên tuổi cũng như các giải thưởng danh giá, làm dấy lên tin đồn cô là nghệ sĩ tiếp theo bị phong sát. Đến nay, sự cố của nàng tiểu yến tử vẫn là một dấu hỏi lớn đối với dư luận khi cơ quan chức năng hay bản thân nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Hải Tú là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng Việt trong năm qua khi vướng vào lùm xùm trà xanh và đứng thứ 4 trong danh sách nhân vật tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2021. Người đẹp 24 tuổi bị đồn có mối quan hệ tình cảm với Sơn Tùng sau khi xuất hiện cùng nam ca sĩ trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Bà Nguyễn Phương Hằng ở vị trí thứ 5 trong danh sách. CEO Đại Nam đã tạo nên một năm tràn ngập dòng bão với những livestream bóc phốt loạt nghệ sĩ Hoài Linh, Vy Oanh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng cho đến những màn đấu tố nảy lửa với một số nhân vật tiếng tăm trên mạng xã hội như Nhâm Hoàng Khang, Nguyễn Xin cũng như đưa ra ánh sáng cuộc sống tại tỉnh thất Bồng Lai. Những thông tin gây sốc mà nữ doanh nhân giàu có tiết lộ liên tục nhận được sự chú ý từ công chúng, tạo nên làn sóng bàn tán, tranh luận sôi nổi trên mạng cũng như truyền thông trong năm qua. Cùng với Hải Tú, Thiều Bảo Trâm là một trong số những nhân vật được dân mạng tìm kiếm trên Google nhiều nhất bởi dính vào ồn ào tình ái liên quan đến Sơn Tùng. Việc người đẹp im lặng trước những câu hỏi về chuyện tình cảm khiến cô càng gây sự chú ý và liên tục bị khán giả bàn tán về đề tư. Hoa Linh cũng là cái tên góp mặt trong danh sách. Mặc dù không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật trong năm 2021, song nghệ sĩ kỳ cựu này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận khi vướng vào lùm xùm từ thiện. Cụ thể, nam danh hài đã giữ số tiền kêu gọi quyên góp đồng bào miền Trung khoảng 14 tỷ đồng trong suốt 6 tháng, từ đó gây nên làn sóng chỉ trích không nhỏ. Na Thanh Ly được dân mạng đặc biệt chú ý trong năm 2021 với những phát ngôn thẳng thắn dứt khoát về các nghệ sĩ cũng như những vụ việc ồn ào trong showbiz. Nam ca sĩ cũng được nhớ đến với những màn vung tiền mua lại loạt hit làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, Thủy Tiên. Kim Sâm Cúc cũng là cái tên góp mặt trong danh sách những nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2021 tại Việt Nam. Sao nam xứ Hàn sở hữu lượng fan hùng hậu tại Việt Nam nhờ là một phần của chương trình ăn khách Running Man. Mới đây, anh gây sốt khi xuất hiện với tư cách khách mời trong tập 10 Running Man Việt Nam. Sự góp mặt của Kim Sâm Cúc cũng gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng liên quan đến việc anh bị Trương Thế Vinh đánh bại trong tình thế bất lợi.